Đây, đây là con Zin Long này. Hàng này thì là hàng nội địa Trung Quốc em, dành cho thị trường Trung Quốc luôn. Cái này Rồi. nhìn nó nhỏ gọn nó thôi, nhưng mà ở trong rô nó rất là dài. Và công suất của nó là 1,38 kW, công suất này là công suất đủ hoàn toàn luôn. Không in ảo. Và thân vỏ này là thân vỏ bằng nhôm hoàn toàn luôn. Đấy, đế này cũng rất là dày dặn luôn. Đây là hàng, nó là dòng hàng cao cấp bậc nhất của Trung Quốc rồi. Công ty Jin Long nó sản xuất. Từ cái dây của nó đây này, em thấy cái dây của nó toàn bộ là dây bằng cao su luôn. Dây cao su hoàn toàn. Nó còn không có cả phích cắm. Cái dây này, cái này thì các tòa nhà ở Lào Cai là bọn Bitoco nó đang làm đấy. Đang mua cái này để làm. Đấy thế mà mua 5 6 cái rồi, rất bền. Đợt trước ở chợ phố mới với cả chợ Cốc Nếu thì cũng đang dùng cái sản phẩm này. Cũng chỉ hàng này nó mới chịu được đòn. Bây giờ mà làm mày đang làm ấy à, đang làm về cả ở đoạn nào? Thế là đang thi công ở đoạn sân bay đấy á? Sân bay Cam Cọ đấy á? Thi công ở đâu? Gần đấy thôi, Gần nhiều chỗ lắm á. chỗ